Hãy đối mặt với nó, robot sẽ tiếp quản thế giới. Nhưng trước khi những người hầu máy móc này bao vây chúng ta và đưa chúng ta vào ma trận, họ sẽ thực hiện cuộc đấu thầu của chúng ta. Và điều này bây giờ bao gồm việc nếm thức ăn của chính chúng ta. Nấu ăn có thể là niềm vui, nhưng nó cũng có thể là một nỗi đau. Nhưng bây giờ bạn có thể có một đầu bếp robot chân chính của riêng bạn thực hiện việc nếm thử cho bạn. Vị giác của bạn xứng đáng được nghỉ ngơi sau tất cả các thử nghiệm vị giác vô ích mà bạn phải đối mặt với chúng trong khi chiến đấu để có được món ăn hoàn hảo đó. Chỉ cần có Rosie the Robot nếm thử mọi thứ và Gordon Ramsay sẽ cầu xin bạn chạy chương trình của anh ấy. Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Frontier in Robotics and AI, các nhà nghiên cứu từ Đại học Cambridge đã đào tạo đầu bếp robot của họ để đánh giá độ mặn của món ăn ở các giai đoạn khác nhau của quá trình nhai, bắt chước một quá trình tương tự ở người. Kết quả của họ có thể hữu ích trong việc phát triển chế biến thức ăn tự động hoặc bán tự động bằng cách giúp robot học được món nào ngon và không ngon, giúp chúng nấu ăn ngon hơn. Tuy nhiên, hy vọng rằng điều này sẽ không dẫn đến việc chúng ta là con người ít ỏi. Khi chúng ta nhai thức ăn, chúng ta nhận thấy sự thay đổi về kết cấu và mùi vị. Ví dụ, cắn vào một quả cà chua tươi vào mùa hè sẽ tiết ra nước và khi chúng ta nhai, giải phóng cả nước bọt và các enzyme tiêu hóa, nhận thức của chúng ta về hương vị của cà chua sẽ thay đổi. Đầu bếp robot, vốn đã được đào tạo để làm trứng trắng dựa trên phản hồi của người nếm thử, đã nếm thử 9 biến thể khác nhau của một món ăn đơn giản gồm trứng bắc và cà chua ở 3 giai đoạn khác nhau của quá trình nhai và tạo ra bản đồ vị giác của các món ăn khác nhau. Zsigmond Szczecki từ khoa kỹ thuật Cambridge, tác giả đầu tiên của bài báo cho biết, hầu hết các đầu bếp tại nhà sẽ quen thuộc với khái niệm nếm thử kiểm tra một món ăn trong suốt quá trình nấu để kiểm tra xem sự cân bằng của hương vị đã đúng chưa. Nếu robot được sử dụng cho một số khía cạnh nhất định của việc chuẩn bị thực phẩm, thì điều quan trọng là chúng có thể nếm được những gì chúng đang nấu. Hãy hành động ngay bây giờ và đầu bếp robot mới lạ mắt của bạn thậm chí sẽ nếm thử món gà Tây trong lễ tạ ơn cho bạn. Chà, công nghệ vẫn chưa hoàn thiện nhưng sẽ có một ngày. Trong tương lai, các nhà nghiên cứu đang tìm cách cải thiện đầu bếp robot để nó có thể nếm các loại thức ăn khác nhau và cải thiện khả năng cảm nhận để nó có thể nếm thức ăn ngọt hoặc nhiều dầu. Robot sẽ chinh phục tất cả chúng ta, nhưng bây giờ, chúng có thể nếm thử thức ăn cho chúng ta. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.